Hello, chào tất cả các bạn quay lại channel của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chú ếch màu xanh. Đây là chú ếch đó đây. Giờ các bạn bước vào phần tiếp theo để mình xem cách mình làm chú ếch này nhé. Bước 1, để gấp hình con ếch chúng ta cần một tờ giấy màu hoặc là tờ giấy in, nhưng mà không được cứng, không được mềm quá. Và dụng cụ để làm là một chiếc bút này, một chiếc kéo này và một chiếc thước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đo để lấy một cái hình vuông. Hình vuông nó là 20. Một đường thẳng này. Rồi chúng ta sẽ cắt nó đi. Chúng ta sẽ cắt bộ phần này đi. Bây giờ chúng ta có một hình vuông rồi, chúng ta sẽ gấp chéo tờ giấy lại thành một hình tam giác. Cắt vào phần thừa này đi. Bên kia chúng ta làm tương tự. Chúng ta gấp đôi lại bên kia để lấy một đường dấu của nó. Bước tiếp theo, tôi hay chụp đầu của nó lại. Bốn góc. Góc thành một hình tam giác. Sau chúng ta sẽ góp ngược lên. Bên kia tương tự. Chúng ta sẽ mở rộng cái này ra. Thành một hình thoi. Bên kia làm theo tương tự. Gấp vào để nó ra. Bên này cũng làm thế.